Chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cái dạng tích phân có trong cái đề thi thử của Sở Giáo dục Hà Nội năm 2021 vừa rồi mà các em vừa thi hôm qua xong đấy. Được chưa? Thực ra là gì? Trong cái lúc dạy thầy cũng không hề dạy cái dạng này. Và nói đúng ra là những cái dạng như này là không hề có trong chương trình mà các bạn được học. Nhưng mà đây là cái video này sẽ nhằm mục đích là để chiều lòng các thầy cô giáo mà ra đề. Thầy đánh giá là những cái đề như này là dành cho giáo viên. Và đồng thời nó là gì? Để các thầy cô muốn thể hiện trình độ của mình quá giỏi thì đúng hơn là dành cho học sinh. Bởi vì phương trình vi phân là học ở trong chương trình toán cao cấp của đại học, chứ không phải làm trong chương trình giáo dục phổ thông. Nhưng mà các thầy cô lại cứ thích ra những cái bài dạng lạ lạ khó khó như này để đánh đố học sinh. Bởi vì mục tiêu là gì ta? Đề thi là dành cho tốt nghiệp trung học phổ thông. Do đó chỉ có đất diễn cho khoảng 5 đến dưới 10 câu là phải dùng để phân loại. Mà đã ít câu để phân loại thì thôi cứ cho thật khó vào, đúng không? Đứa làm được thì làm, không làm được thì thôi. Đấy. Hoặc là sẽ trông chờ vào ăn may. Đúng chưa? Nhưng mà bài này nếu gian đum thì các bạn sẽ chuẩn luôn nhá. Thầy đã dạy các bạn gian đum rồi, nên bài này nếu các bạn gian đum thì sẽ đúng luôn. Còn gian đum như nào thì bạn nào học thì bạn ấy đã biết rồi. Đúng chưa? Còn ở video này thì vì trong đề thi nó có, nên thầy vẫn sẽ hướng dẫn để các bạn nắm được cái dạng này. Dạng này chính là dạng tích phân có dùng phương trình vi phân. Và các bạn nhớ rằng phương trình vi phân này lên đại học học trong toán cao cấp. Đấy. Còn tại sao ta ra đề thì đấy là việc của các thầy cô ra đề. Thầy chỉ là hướng dẫn các bạn thôi. Câu 1 chính là trong đề thi thử của Sở. Thầy không ghi rõ là câu bao nhiêu bởi vì trong đề thi thử của Sở thì các câu hỏi bị đảo lẫn lộn cho nhau mà cũng không theo thứ tự từ dễ đến khó. Do đó là thì ở mỗi đề của mỗi bạn thì sẽ là vị trí câu khác nhau. Đối với cái dạng đề này các bạn sẽ thấy dấu hiệu nhận biết của nó luôn luôn có cái F phẩy bên trong. Cũng có những đề khó hơn thì có đến gì đạo hàm cấp 2 là F2 phẩy. Được chưa? Và thông thường cái dạng này sẽ chuyển về nguyên hàm. Có nghĩa là gì? Cho phương trình vi phân, phương trình F phẩy. Và các bạn phải tìm ra cái hàm số ban đầu. Tìm ra cái hàm số ban đầu fx thì đấy chính là cái bài toán ngược của cái bài toán đạo hàm. Cho đạo hàm tìm f phẩy. À cho hàm số thì đạo hàm ra f phẩy, còn cho f phẩy mà để giải ra gì? Giải ra f thì chính là nguyên hàm, nhưng mà nó lại đang là gì? Các hàm không tường minh. Có nghĩa là nó đang ở dạng tổng quát và ta chưa thể dễ dàng tìm được. Thầy thấy có một số bạn là gì? Hoặc cũng có một số cái bài đơn giản là ta sẽ đi dò xem cái hàm fx đấy là hàm gì để nó thỏa mãn cái biểu thức này. Nhưng cái cách đấy là cách làm mò đáp án và nó chỉ có thể làm được khi các cái hàm số là đơn giản, dễ nhầm được. Còn những bài toán phức tạp thì việc để mò ra cái fx đấy thì không hề đơn giản chút nào. Do đó ta vẫn phải làm theo cái phương pháp trình thống tự luận của nó. Được chưa? Còn phương trình vi phân, nếu bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì có thể xem trong toán cao cấp, nó cũng có rất nhiều dạng đấy. Được chưa? Chủ yếu thầy nhớ trong đại học thì sẽ có 3 dạng chính. Đấy. Bây giờ ta sẽ đi vào triển khai cái này. Ở đây thầy chép lại cái đề bài này: 2x nhân fx nhân f phẩy x bằng x mũ 3 cộng 2 lần fx tất cả bình. Thầy sẽ rút fx làm nhân tử chung thì ta sẽ được là fx nhân với trong ngoặc còn 2x nhân f phẩy x 2x nhân f phẩy x trừ đi 2 lần fx bằng x mũ 3. Được chưa? Ở đây ta thấy đề bài bắt tính cái tích phân của x trên fx. Đúng không? Thế thì thầy sẽ chia bên này x bình xuống và chia fx sang bên kia. Thì ta được là 2x nhân f phẩy x trừ 2 fx. Tất cả chia cho x bình bằng x trên fx. Đấy. Và đến đây thì nếu bạn nào tinh ý thì sẽ nhận ra được rằng cái cụm vế bên trái này chính là đạo hàm u trên v bằng u phẩy v trừ v phẩy u trên v bình. Đúng không? Mà cái này chính là cái gì? Đạo hàm của cái gì đây? 2 lần fx trên x. Được chưa? 2 lần fx trên x tất cả phẩy bằng x trên fx.
Bây giờ các em nhìn này, 2 lần fx trên x tất cả phẩy thì u phẩy v sẽ là gì? 2f phẩy nhân x trừ v phẩy là 1 rồi này, nhân 2fx trừ 2x trên x bình chưa? Đấy. Như vậy, từ cái bước này xuống bước này là đòi hỏi các bạn phải tinh ý được. Đấy. Nên nó cũng là một chỗ khó. Được chưa? Nếu đến đây rồi thì đơn giản, ta lấy tích phân từ 1 đến 4 của hai vế 2fx trên x, xin lỗi phẩy chứ, dx bằng tích phân của x fx dx từ 1 đến 4. Thế nguyên hàm à tích phân của cái gì, của cái đạo hàm này thì chính là bằng chính hàm số đúng không? Ta được là cái đề bài này thầy đặt là y nhá. Thế thì cái đề bài này chính bằng cái này đúng không? Thì suy ra y bằng 2 lần fx trên x cận từ 1 đến 4 và bằng 2f4 trên 4 trừ đi 2f1 trên 1 bằng. Mà đề bài đã cho f4 bằng 8 rồi. Đúng không? Và f1 bằng 1 thì ta lấy 8 chia 4 là 2, 2 là 4. 4 trừ 2 thì bằng 2. Như vậy là ta có kết quả là A. Được chưa? Đấy. Và nhìn kết quả thì các bạn biết ngay là random ta sẽ chọn đúng được rồi đúng không? Được chưa? Thì đấy chính là câu trong đề thi của Sở Giáo dục Hà Nội năm 2021 vừa thi xong. Tương tự vậy, thầy đã tìm thêm cho các bạn một số câu cùng dạng như này để các bạn có thể lấy thêm để làm ví dụ. Như vậy chúng ta sẽ sang câu số 2. Chúng ta sang câu số 2. Các em nhìn đề câu số 2 đi. Cho fx đạo hàm liên tục vân vân, đấy là những cái gì cấu trúc của đề bài thôi. Đúng chưa? F1 bằng 3 cũng giống như cái bài trước, nó cho F1 bằng 1, F4 bằng 8 thì đây cho F1 bằng 3 cũng cho một biểu thức này và bắt tính gì? Bắt tính F2. Đúng không? Bắt tính F2. Nhưng mà bài này nó dễ hơn ở chỗ là gì? Các bạn chẳng phải biến đổi gì cả. Các bạn nhìn ngay thấy cái vế trái này. 2x nhân fx cộng x bình nhân với f'x. Đúng không? Cộng x bình nhân f'x bằng 3x bình cộng 1. Thì bản thân vế trái này chính là đạo hàm luôn rồi. Và nó là đạo hàm của gì? X bình nhân fx tất cả phẩy bằng 3x bình cộng 1. Đúng không? U phẩy v cộng v phẩy u này. U phẩy v là 2x nhân fx cộng x bình nhân f phẩy này. Thế thì việc còn lại của các bạn chỉ là gì? Đi tính nguyên hàm. Nguyên hàm hai vế thôi đúng không? Được chưa? Như vậy ta sẽ đi tính nguyên hàm hai vế. Thì ta sẽ có nguyên hàm của x bình nhân fx tất cả phẩy dx bằng nguyên hàm của 3x bình cộng 1 dx. Cái này thì đương nhiên là bằng chính hàm số rồi. Fx đúng không? Bằng cái này là x mũ 3 trên 3 cộng x đúng không? Đúng chưa? Đấy, bây giờ các bạn phải là cộng thêm C. Thế đề lại cho là F1 bằng 3 đúng không? Cho F1 bằng 3, các bạn nhìn thấy không? Thế ta chọn x bằng 1. Suy ra 1 bình nhân F1 bằng 1 mũ 3 cộng 1 cộng C. Thì từ đây suy ra C bằng F1 bằng 3 mà. Thế có phải tìm ra được C bằng gì? C bằng 1 không? Đúng chưa? Sau khi tìm được C bằng 1 rồi thì các em sẽ tính ngay được gì? Fx của các em sẽ bằng là x mũ 3 cộng x cộng 1 trên x bình. Và ta có F2, người ta bắt tính F2 mà. Bằng 2 mũ 3 là 8 này, 10, 11, 11 phần 4. Đúng chưa? Thì ta chọn được đáp án D, 11 phần 4 chưa? Đấy. Như vậy là đây là dạng vi phân, tích phân có dùng phương trình vi phân, nhưng mà nó đang ở mức cơ bản thôi, không phải khó quá. Tuy nhiên dù nó có dễ đi chăng nữa thì thầy vẫn cho rằng không lên ra những cái dạng như này, bởi vì nó không nằm trong chương trình học của các bạn. Rõ ràng là Bộ Giáo dục vẫn thừa nhận và vẫn kêu gọi là gì, các bạn chỉ cần học trong sách giáo khoa đúng không, chỉ cần học trong sách giáo khoa là có thể đỗ được đại học rồi. Thế đỗ các bạn tìm được trong sách giáo khoa hay sách bài tập
toán của lớp 12 nào có cái bài tập như dạng này đấy. Đúng không? Thế hóa ra là lừa nhau à, đúng không? Đấy, nên các bạn phải tinh ý. Nhiều khi là đen thôi đỏ quên đi đấy, đúng không? Chẳng may là bạn nào được học hoặc là biết dạng này hoặc là gian đúng đúng thì cười, còn bạn nào không biết thì thôi phải ngậm ngùi chấp nhận là năm nay đề khó. Đúng chưa? Tiếp tục, thầy sẽ ví dụ thêm cho các bạn. Câu số 3. Cho hàm số lại cho f hàng 4. Fx bằng, đây viết lại cái đề đây. Fx bằng 2x mũ 3 cộng 3x bình trừ x nhân với f phẩy x. Đúng chưa? Thế thì nhìn đây là các bạn lại quen dạng rồi, lại chuyển này sang đúng không? Ta được là x nhân f phẩy x cộng fx bằng 2x mũ 3 cộng 3x bình. Và đây thì chính là gì? X nhân fx tất cả phẩy rồi đúng không? Nó chỉ có là u nhân v hay u chiên v mà thôi. Đấy, nếu nắm được quy luật của nó thì chỉ có hai loại đấy thôi. Thế thì bằng 2x mũ 3 cộng 3x bình và lại lấy nguyên hàm hai vế. Dx bằng nguyên hàm của 2x mũ 3 cộng 3x bình dx. Thì vế này vẫn là x fx bằng x mũ 4 trên trên 4 nhân 2 là trên 2 cộng với x mũ 3 trên 3 thì mất 3 rồi cộng c đúng không? Mà ta lại gì có f2 bằng 4 đúng không? Thì lại chọn chọn x bằng 2 suy ra 2 nhân f2 bằng 2 mũ 4 là 16, 16 chia là 8 cộng với 8 cộng c thì suy ra c bằng f hàng 4 mà 8, 8, 8 mất c bằng trừ 8. Đúng chưa? Biết c bằng trừ 8 rồi, bây giờ tính f1. F1 sẽ bằng 1 phần 2 cộng 1 là 3 phần 2. 3 phần 2 mà trừ đi 8, sau đó lại chia cho gì? Chia cho 1. Thì 3 phần 2 trừ 8 là ra trừ 13 phần 2. Đúng chưa? Như vậy ta có đáp án B. Đấy. Được chưa? Thầy nghĩ rằng đến đây là các bạn đã hiểu cách làm rồi đấy. Đúng không? Vì các bạn thông minh mà. Chỉ cần có người dạy, được học và chịu khó một tí là các bạn sẽ làm được. Nhưng mà nó sẽ dở một cái là khi đi thi thì các bạn phải thi rất nhiều môn và kiến thức nó rất là rộng. Thành ra là các bạn cái khả năng ghi nhớ của các bạn nó ngay một lúc thì không thể bằng được các bạn đã được luyện từ lâu hoặc là các giáo viên năm nào cũng chữa bài. Đấy. Nên các bạn bây giờ chỉ có lấy gì cần cù bù thông minh thôi. Thầy đã khuyên rồi, đừng có ngủ sớm. Trước khi hàng ngày thì mở tài liệu ra đọc trước khi đi ngủ đi, không cần học thuộc đâu. Nhưng mà các bạn vẫn lười. Có thể sẵn sàng 2 giờ sáng đêm hôm qua thức xem Chelsea đúng không? Và Man City. Nhưng mà bảo thức học thì 11 giờ đã đi ngủ rồi. Đấy. Và vẫn mong đỗ. Đỗ lại còn đỗ cao hơn. Đấy. Câu 4. Câu cuối nhá. Thầy thêm một câu thôi. Đề nó cho là x nhân với f phẩy x trừ 6 bằng 2x cộng 1 trên x trừ fx. Thế thì ta thấy ngay rằng ở đây người ta cố tình cho ngoặc này, nếu ta nhân tung vào thì nó xuất hiện x f phẩy cộng fx giống bài trên này. X f phẩy x. Đúng không? Thầy chuyển vế thằng này sang là cộng fx bằng 6x cộng 2x cộng 1 trên x. Đúng chưa? Đến đây thì quá đơn giản rồi đúng không? Chỗ này lại là gì? Chỗ này là bằng x nhân với fx tất cả phẩy. Và nhiệm vụ của các bạn là tính nguyên hàm hai vế đúng không? Được chưa? Nguyên hàm hai vế thì nguyên hàm của này sẽ bằng gì? Thầy ghi tắt luôn. X nhân fx bằng nguyên hàm của 6x chính là 3x bình. Đúng không? Con này tách ra thành
2 cộng với 1 trên x thì chính là cộng với 2x cộng len x cộng c. Đấy, thầy làm tắt chỗ dòng đằng cuối luôn. Đề người ta lại cho f1 bằng 5 đúng không? Chọn x bằng 1 thì suy ra ta có là gì? 1 nhân với f1 bằng 3, 5 này. 5 cộng c thì suy ra c bằng f1 bằng 5 thì suy ra c bằng 0. Đấy, và đề bắt tính fe. Fe sẽ bằng cái gì? 3e bình. Đúng chưa? Mà lát nữa ở đây trên x này thì còn 3x rồi là 3e này. Đây là 2e này. 2e trên e thì còn cộng 2 này. Đúng chưa? Đấy. Cộng với này. Len của e thì bằng 1 này. Nghĩa là 1 trên e này. Đúng chưa? Nghĩa là ta được là 3e cộng 2 cộng 1 trên e thì ta có đáp án A. Ok chưa? Đấy. Như vậy thầy nghĩ là sau 4 cái ví dụ này thì các bạn chắc chắn đã nắm được cái dạng mà phương trình tích dạng tích phân có dùng phương trình vi phân rồi. Đấy. Tuy nhiên là thầy không hy vọng rằng trong đề thi có những cái dạng như này. Bởi vì nếu ta thỏa hiệp, có nghĩa là gì? Giáo viên, cái người giáo viên mà chấp nhận những cái dạng này trong đề thi thì đồng nghĩa với việc là không còn giới hạn trong chương trình học nữa. Đúng không? Bởi vì các thầy cô cứ muốn thể hiện năng lực ra đề của mình, ra những bài khó, những bài lạ dạng nên các thầy cô toàn đem gì kiến thức ở đại học xuống để ra đề. Và chỉ có người ra đề mới biết đáp án. Bởi có những bài là chỉ có người ra đề người ta biết làm như nào thôi. Vì chẳng có sách nào có cả những cái dạng rất là lạ chưa dùng bao giờ. Đấy, nên đứng dưới vai trò một giáo viên thì thầy không khuyến cáo những cái dạng như này trong đề thi. Còn mình thuộc cái loại thấp cổ bé họng nên thôi, phải chấp nhận. Nhiều khi biết nó không đúng nhưng mà phải chấp nhận. Vì sao? Mình không phải là người ra đề mà mình là người phải làm đề. Các em là phải đi thi mà, đề ra câu gì thì phải làm câu đấy, còn không biết làm thì phải khoanh bừa. Mỗi thế thôi, chứ các em không có lý do, không có quyền để khiếu nại là cái đề này là không được học trong chương trình, hoặc đây là kiến thức ở đại học các thầy cô không được ra. Từ trước nay không có chuyện là kiện ngược. Đấy. Nên nhiều khi là chấp nhận. Được chưa? Ok, như vậy là cái chủ đề về tích phân có dùng phương trình vi phân của thầy hướng dẫn hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy sẽ tiếp tục có những cái chủ đề xoay quanh cái đề thi của sở vừa rồi. Đặc biệt có một số bài mà có thể ứng dụng rất là hay. Ví dụ như câu tính quãng đường đi có thể dùng kiến thức vật lý để làm. Đấy, được chưa? Thì các em nhớ để ý theo dõi các video nhé. Tạm biệt các bạn.